Hello, xin chào các bạn khỏe không? Hôm nay Mr. Hill sẽ có một trải nghiệm khám phá hành trình hái nấm tràm. Ok, các bạn có biết nấm tràm không? Ok, hôm nay mình sẽ chuẩn bị một cái gỗ và một cái cây để đi tìm nấm tràm nha. Rất là ngon, đó là một món ăn rất là bổ dưỡng nha các bạn. Ok, follow Mr. Hill đi hái nấm tràm nào. Go! Go go go. Ok các bạn, đây là cái khu rừng tràm ở phía sau nhà của Mr. Hill nè. Đó, bao la là rừng luôn. Và các bạn biết là mình sẽ đi hái nấm tràm ở trong khu rừng tràm này nha. Go. Ok. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong khu rừng tràm ở ngay phía sau nhà của Mr. Hill ở Phú Quốc đó các bạn. Đấy, à, nói chung là vừa đi vừa chia sẻ với các bạn ở trong khu rừng này, nó có những cái loại nấm được gọi tên là nấm tràm, tại vì nó mọc ở trong khu rừng tràm nên người ta gọi là nấm tràm. Mình đi cũng phải cẩn thận vì cũng dù gì cũng là rừng nên có con này con kia tùm lum tùm la hết. Đó, ví dụ như có kiến nè, có nhện nè, rồi có nói chung là có mấy cây gai nữa. Đó, nói cây cây rừng tràm chứ thật sự nhiều khi nó có những cái cây gai dây leo á các bạn, nó có gai nữa nên rất là nguy hiểm. Đó, hôm nay Mr. Hill bận đồ vậy để quay cho các bạn và đi hái nấm cho các bạn xem luôn. Ok, một trải nghiệm thật thú vị. Go. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi theo hướng bên này. Thật sự thì mình tìm nấm tràm đó thì mình phải đi vào những cái chỗ mà nó có ẩm ướt đó các bạn thì mình mới dễ thấy nấm. Đó, mình quay cái con đường đi cho các bạn xem. Mình đi quay một vòng thì mình mới tìm được một chỗ có nấm rồi nè các bạn. Đây. Đây cái nấm này đây. Ok, nó gãy rồi, mới nãy mình quơ quơ thôi, cái nó gãy rồi. Đây là cái cây nấm đầu tiên mà mình tìm được. Đó, nấm chạp nó vậy nè các bạn. Ok, mình tìm tiếp nha. Đó, chỉ rồi, xem này. Mình hái nó. Wow, quá tuyệt vời luôn phải không các bạn? Ok, good. Cái này nó hơi già rồi, nó không còn non. Mình tìm tiếp. Ok các bạn, à, nãy giờ tìm đổ mồ hôi luôn. À, mình nghĩ là khu rừng này sẽ có rất là nhiều nấm nhưng mà mấy ngày hôm nay đó là đã có rất là nhiều đội đi hái nấm tràm rồi. Mình đi là coi như là mót cuối cùng á. Nhưng mà hy vọng là sẽ có một ít để quay cho các bạn xem nha. Bây giờ ở khu xung quanh này mình bắt đầu mình tìm. À, nãy được có hai cái nấm. Thì các bạn biết đó, nấm tràm thì thường nó sẽ mọc ở những cái nơi ẩm thấp và dưới những cái lá cây tràm này nè các bạn. Lá cây khô tại nó có tầng thảm mục ở dưới. Khi mùa mưa xuống một cái là nó sẽ đầu mùa mưa á, cơn mưa đầu mùa đó. Đào vào khoảng tháng 4, tháng 5 nè. Thì tháng 4 năm nay mùa mưa sớm thì mưa đầu mùa khoảng 2-3 trận lên xuống cái rồi nắng 2-3 ngày là bắt đầu có nấm rồi. Đó, quá đã luôn. Nên mình sẽ nhẹ nhàng. Mình lấy cây mình quơ quơ vào. Mình kiếm nấm. Ok. Đây. Các bạn xem nè. Một số cái nó do người ta đi tới đi lui á, dậm lên á, cái nó bị gãy đầu, thân thì bự chà bá rồi, đúng với chút xíu. Đấy. Nên mình sẽ kiếm nhẹ nhẹ thôi.
quá trời luôn. Này giống mò kim dưới đáy biển, mò nắm giữa rừng tràm. Nói chung thì mình biết cách kiếm thì nó sẽ dễ hơn. Đa phần thì mọc nấm sẽ mọc dưới những cái gốc cây đó, những gốc cây to, những cái nơi mà ẩm ẩm thấp. Ok, mình qua bên kia. Go. Ok các bạn, một cây nấm ở đây nè, mình phát hiện. Yeah, từ nãy giờ mới tìm được một cái cây nấm mà đẹp vậy nè. Mười ra từ từ cho các bạn coi nha. Cẩn thận chứ hồng đó. Đó đó đó, mười ra cho các bạn coi từ từ nè. Đó, cây nấm nó mọc làm sao nè, đó thấy không các bạn, đó mạnh ra đây nè. Wow, cho các bạn coi mình hái cây nấm này, gần lại cho các bạn xem nè. Yeah, number one. Đó, cây nấm tràm đó các bạn, thấy đã không? Ok, tiếp tục đi hái nấm nào. Ủa, các bạn thấy không, cây nấm nè nó mọc ở dưới ngay chỗ cái gốc cây nè các bạn thấy không? Đó, nó màu tím tím nâu nâu ẩn ở dưới xí những cái lá này rất là khó thấy, nên các bạn phải nhẹ nhàng đó, tìm nó như dịch lá chìm sâu vậy đó. Đó, quay gần lại cho các bạn xem nè, quá đã luôn thấy không? Wow, số 1 là một anh. Ok, mình hái nó nha. Ồ, cái này nó bị con gì nó ăn ở phần ở dưới này nè. Nhưng mà không sao, mình sẽ bỏ cái phần đó đi. Nấm này còn mới các bạn. Quá tuyệt vời. Mình gái mình kiếm cái ổ nấm nào để mình quay cho các bạn xem. Hello các bạn ơi, quá là mệt luôn á. Phải nói là đổ mồ hôi luôn nè. Quá trời. Từ nãy giờ kiếm được nhiêu đây nè. Đấy. Bây giờ phát hiện ra một cái nấm ở dưới đây nè. Ok. Nấm tràm màu tím. Nè đó, đã không? Quá đã luôn. Ây da da. Oh, to lắm nha. Ê. Quá đã, quá đã, quá đã. Đó, bạn thấy không? Đây là. Ồ, đã chưa, đã chưa, đã chưa. Ok, quá đã. Yeah. Từ từ nha. Trời ơi, bự quá, bự quá. Yeah, thấy không? Các bạn thấy không? Nó mọc ở dưới ngay chỗ gốc cây này, thấy không? Thường nó sẽ tìm những chỗ này, tại sao vậy? Nó mát đó các bạn. Các bạn thấy những cái lá này nè, nó ướt nè, thấy không? Đó. Thường những cái chỗ này ẩm ướt, có ánh nắng. Đó, gốc cây thì sẽ có nấm mọc. Đó, nấm này, nấm tràm ở trong khu rừng tràm này các bạn. Wow, đã quá. Số 1 luôn. Hái luôn nè. Yeah. Đó. Hái tươi luôn nha các bạn. Về nấu canh nấm nè, cháo nấm nè, kho nè, cũng rất là ngon. Ok. Go, đi hái tiếp nào. Ok. Các bạn thân mến, hôm nay cả hơn 2 tiếng đồng hồ mình thu hoạch được có nhiêu đây nấm tràm mà các bạn. Quá trời đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn, tìm vét mới được vô đây nấm đó, được cây này là nấm bự nhất nè. Ôi quá đã không, đó được như vậy cho các bạn xem đó, quá đã ha. Thì hôm bữa là có nhiều người cũng đi một đạo quân luôn, đi vét hết cái khu rừng tràm này rồi. Nên hôm nay là ngày thứ thứ tư rồi, nên mình bắt đầu hổng rày nắng nóng quá, mình không có đi,
Hôm nay mình đi để mình chủ yếu là thực hiện cái hành trình trải nghiệm hái nấm tràm chia sẻ cho các bạn xem. Rất mong là các bạn sẽ rất là vui. Các bạn đến Phú Quốc mà đến mùa nấm tràm thì các bạn có thể lên chỗ nhà Mr. Hill cùng đi hái nấm tràm trải nghiệm nha. Tháng 4, gần cuối giữa tháng 4 giai đoạn năm đó, thì trong cái giai đoạn đó thì bắt đầu là vô đầu mùa mưa là nấm tràm bắt đầu, sau một hai cơn mưa là nắng lên thì một ngày là bắt đầu là có nấm tràm mọc lên rồi. Ok, number one, chúc các bạn luôn vui và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và có những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống của mình nha. Và đến Phú Quốc nhớ hãy trải nghiệm một cái chuyến hái nấm tràm vào đầu giữa tháng 4 và đầu tháng 5 thì các bạn sẽ có được cái trải nghiệm này thật là vui nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ đăng ký like và đăng ký kênh của Đặng Hill Vlog nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Yeah.